Một chiếc webcam Full HD đến từ Hikvision với mã là DSU12. Đây là một chiếc webcam không quá là nhỏ gọn, tuy nhiên nó lại vô cùng thuận lợi bởi vì mình có thể tùy chỉnh linh hoạt được. Bởi vì nó sẽ đi kèm một cái chân đế ở đây và bao gồm tận hai bản lề nhá, để cho các bạn có thể vừa đặt được trên bàn hoặc là vừa kẹp vào màn hình của mình. Và nó sẽ rất là phù hợp với những bạn nào mà muốn thường xuyên di chuyển cái vị trí góc cam của mình á. Đây, mình đang để nó ở trên bàn và cũng vô cùng chắc chắn. Chiếc webcam này thì sẽ có độ phân giải là Full HD 1080p này, có tích hợp cả micro cho các bạn luôn. Các bạn không cần phải sắm thêm một micro trong cái quá trình hội họp hay là làm việc nhóm hay là tham gia những cái buổi meeting online. Ngoài ra thì nó còn có thêm cái công nghệ mà tự động điều chỉnh ánh sáng để giúp cho chúng ta trong những cái không gian điều kiện không đủ sáng hoặc là ánh sáng chập chờn thì cái hình ảnh cho ra vẫn cố gắng là chân thực và sắc nét nhất. Và mình thấy là với cái thấu kính nó không bị quá méo như thế này thì hình ảnh mà mình nhận xét và mình xem được ở trên chiếc webcam này thì mình đánh giá nó khá là ổn trong cái tầm giá này. Và nếu như những bạn nào mà cần một chiếc webcam với góc máy linh hoạt và không cần yêu cầu nó quá là nhỏ gọn thì có thể tham khảo thử cái mẫu DSU12 này của Hikvision. Mình sẽ để link sản phẩm ở phần mô tả và các bạn quan tâm thì có thể sở hữu ngay em này nhé.